Nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 130 km, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, huyện Bá Thước đang trở thành điểm đến yêu thích của khách quốc tế. Nguyên nhân không chỉ bởi nơi đây có khí hậu trong lành, thiên nhiên kỳ vĩ mà còn sở hữu những điểm khác biệt không phải nơi nào cũng có được. Anh Thạc Lê Công, một du khách người Mỹ đã đến Pù Luông, Bá Thước gần một tuần này. Những ngày qua, được sự hỗ trợ của hướng dẫn viên, anh đã tham gia trích kinh đi bộ băng rừng và khám phá Pù Luông. Đặc biệt, anh còn sử dụng các dịch vụ xe zip, xe mô tô để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại đây. Đến với Pù Luông, chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều du khách đến vì thiên nhiên nơi đây. Theo kế hoạch, tôi sẽ đi nhiều điểm đến khác, nhưng vì quá thích nơi này mà quyết định kéo dài thêm thời gian ở lại. Những trải nghiệm tôi đã có tại đây quá tuyệt vời và ấn tượng. Với những du khách quốc tế ưa chinh phục, thích tìm kiếm nơi thiên nhiên kỳ vĩ, thì khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông là điểm đến lý tưởng. Nơi đây sở hữu hệ thống núi đá vôi với nhiều hang động mang vẻ đẹp huyền bí của tự nhiên cùng hệ thực vật phong phú. Cùng với đó là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái bản địa khiến vùng đất này trở nên thú vị hơn. Đặc biệt, mùa lâu chín vào tháng 4 và tháng 9 với những thửa ruộng bậc thang trùng điệp khiến Pù Luông càng thêm hấp dẫn. quả thực không thể diễn tả hết cảm giác lúc này của chúng tôi. Nó quá hùng vĩ và lãng mạn. Người dân bản địa đã tạo dựng nên kiệt tác thiên nhiên mà đất nước chúng tôi không có được. Nó thật hoang sơ nhưng cũng thật gần gũi và giàu bản sắc văn hóa. Cách mà người Việt Nam tạo ra cảnh đẹp ruộng bậc thang thật tuyệt vời. Năm 2023, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón hơn 130.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 18.000 lượt những năm trước khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước anh pháp mỹ thì nay đã có thêm lượng khách đến từ các nước châu âu khác không thể phủ nhận dòng khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao song nhóm khách này cũng yêu cầu chất lượng dịch vụ cao đa phần ưu tiên các điểm đến thiên nhiên và coi trọng yếu tố du lịch xanh bền vững nếu như nhiều điểm đến khác bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ thì bù luông mỗi thời điểm trong năm đều mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khác nhau mình hướng tới khách hàng là là những bạn có cái xu hướng thích trải nghiệm à, hang động rồi thì ruộng rồi thì làng bản thác đa số khách hàng đến với Pù luông thì mọi người chỉ biết sơ sơ về những cái điểm mà có sẵn còn lại những cái điểm khác là họ chưa biết thì mình đến với Pù luông với mong muốn là gì đưa cho khách hàng những cái giá trị mà trước đây chưa ai biết và mình đang làm và những người Khách hàng của mình đến đây họ rất ủng hộ với cách làm của mình. Huyện cũng đang có cái sự chỉ đạo và tập trung thực hiện. Thứ nhất là chúng ta sẽ quy hoạch lại 1 trên 500 các xã, các thôn, các vùng, khu có tiềm năng về phát triển du lịch. Trên cơ sở đó để chúng ta có thể quản lý được cái việc khai thác tài nguyên du lịch cũng như là quản lý về trật tự xây dựng đối với các cái đơn vị, các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp về thực hiện kinh doanh tại địa phương thì bên cạnh đó thì huyện cũng đang có uh, cái sự chỉ đạo là chúng ta phải phôi phục lại các cái làng nghề làng nghề truyền thống. Khi khách quốc tế hàng năm đến với Thanh Hóa chỉ chiếm khoảng từ 2,5 đến 4% tổng lượng khách du lịch thì tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông những năm gần đây lượng khách quốc tế luôn chiếm từ 10 đến 15%. Đây vừa là cơ hội vừa là yêu cầu đặt ra cho các cấp ngành cũng như chính quyền địa phương trong việc quy hoạch và quản lý quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng cư dân bản địa góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch thanh hóa hương sắc bốn mùa